Chào các bạn, tôi là Đình Trường, chuyên gia đào tạo bán hàng trong ngành Finit. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn hai động lực tác động chủ yếu lên hành vi mua hàng của mọi khách hàng. Thứ nhất, đó là mong muốn đạt được. Thứ hai, nó chính là sự lo lắng, nỗi sợ và mất mát. Là một nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, bạn cần phải thấu hiểu hai tác động cơ bản như vậy. Bạn cần thu thập thông tin về sản phẩm dịch vụ mà bạn cung cấp, phân tích và chỉ ra cho khách hàng khi họ sử dụng sản phẩm dịch vụ của bạn. Họ sẽ có được điều gì, cải thiện được vấn đề gì về cuộc sống, về công việc, về sức khỏe của họ. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ để tạo nên cái sức mạnh thúc đẩy khách hàng mua hàng. Yếu tố thứ hai, nỗi sợ, sự lo lắng, sự mất mát. Đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Vài công trình nghiên cứu đã chỉ ra, khách hàng đã gặp phải những sai lầm của họ trong quá khứ khi họ mua các cái sản phẩm dịch vụ nhưng nó không giải quyết được vấn đề của họ. Họ bắt đầu phòng vệ trước những nhân viên bán hàng và ngăn chặn cái hành vi mua hàng của họ lại. Một khám phá thú vị chỉ ra là như thế này. Khi mà khách hàng mua sản phẩm dịch vụ và đạt được cái sản phẩm và cái giá trị của nó như vậy, cái mong muốn của họ như vậy, thì cái sức thúc đẩy của họ chỉ là một đơn vị. Tuy nhiên, nỗi sợ, sự lo lắng, sự mất mát có sức thúc đẩy cao gấp 2,5 lần. Nghĩa là khách hàng bắt đầu quan tâm đến sự mất mát của họ nhiều hơn. Bạn cần phải xây dựng một cái kịch bản bán hàng làm sao bạn chứng minh cho khách hàng thấy cái lợi ích khi họ sử dụng sản phẩm của bạn. Đấy là yếu tố đầu tiên. Tuy nhiên, hãy vẽ ra một cái viễn cảnh để cho khách hàng hiểu nếu họ không sử dụng sản phẩm dịch vụ của bạn thì điều gì sẽ xảy ra. Lấy ví dụ, một nhân viên bán ô tô chuyên nghiệp, họ chia sẻ cho khách hàng những cái thông tin, những cái lợi ích khi họ sử dụng một chiếc xe của hãng. Tuy nhiên, khách hàng rất thích nhưng họ vẫn chưa quyết định mua hàng. Nhân viên tiếp tục tung ra một cái thông tin thứ hai, đây là chiếc xe cuối cùng. Và nếu như anh không mua nó ngày hôm nay, anh phải đợi ít nhất 2 tháng vì đây là một mẫu xe bán rất chạy. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ bán cho anh một mức giá rất ưu đãi và anh sẽ không thể mua nó được ở bất cứ đâu. Anh sẽ có thêm một vài phần quà tặng thú vị, dịch vụ bảo dưỡng miễn phí. Đó là yếu tố khiến khách hàng phải mua hàng ngay bởi vì họ sẽ mất những ưu đãi, họ mất những đặc quyền như vậy. Đấy là nỗi sợ lớn nhất của họ tác động đến hành vi mua hàng. Trên đây tôi đã chia sẻ cho các bạn hai tác động tâm lý cơ bản tác động trực tiếp đến hành vi mua hàng của mọi khách hàng. Hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong việc xây dựng bản thuyết trình bán hàng hoàn hảo nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.